Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình ông tổng hay làm. À, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cái tin tức của WNA3 các bạn. Thì uh, ngày hôm qua họ đã uh, công bố cái số lượng coi a trong đợt 1 cũng như là cái lộ trình để họ uh, a tiếp hai đợt nữa uh, dành cho những cái bạn nào mà uh, đăng ký uh, bỏ lỡ đợt 1 đợt uh, 1 không kịp với các bạn nha. Yeah. Rồi thì uh, cái link đăng ký mình sẽ để trong cái phần à uh, mô tả video nghe các bạn. Ok thì um, để bắt đầu video thì uh, nếu như bạn là người mới tới kênh của mình thì hãy cho mình xin uh, một like một đăng ký cũng như là bật chuông báo bật chuông báo để uh, có thể nhận được những cái video những cái kèo AirDrop uh, chất lượng nha. Ok thì uh, các bạn vào cái trang Twitter của họ thì đây là cái Twitter chính thức của um, cái dự án vna 3 này các bạn. Thì cách đây 18 giờ họ có nói này các bạn, 18 giờ thì um, có một cái tin đầu tiên là mã thông báo của chúng tôi gbt thì uh, con này thì win ba nhưng mà cái mã thông báo là gbt nghe các bạn thì cái mã này á uh, các bạn khi mà các bạn có điểm điểm của các bạn uh, bao nhiêu thì họ sẽ đổi qua gbt thì uh, ở cái điểm thì các bạn có thể vào đây để các bạn kiểm tra nghe đây uh, đây là cái phần uh, kiểm tra điểm nè ở đây thì mình đang có là 4.473 điểm này các bạn Các bạn có thể dùng cái trình duyệt trong Metamask Hoặc là trình duyệt trong uh, OKX uh, Web3 đều được hết nha các bạn à, Sau đó các bạn vào cái trang wna 3 này các bạn kết nối ví thì các bạn sẽ kiểm tra được cái điểm Thì cái điểm của mình đang là 4473 nè Đó Rồi à, Và Họ có nói rằng là à, Họ đã khởi động trên OKX Yumstar thì OKX Jumpstart các bạn là một cái nền tảng của OKX chuyên ươm mầm những cái dự án mới phát triển nha các bạn. Nó cũng à, à, hơi hơi giống à, hơi hơi giống Binance Labs vậy á, nhưng mà cái này là nó nó khác nha, hình thức nó hơi khác. À thì à, họ đã thông báo một cái tin vui là họ đã khởi chạy trên OKX Jumpstart. Ok thì ngoài ra thì cách đây khoảng mấy giờ nữa họ có à, cái thông báo À, một cái thông báo tiếp theo 15 giờ thì cái thông báo này các bạn là ngoài cái họ thông báo là ngoài cái đợt drop đầu tiên vào cái lúc TGE à, là cái đợt đầu tiên thì sẽ có hai đợt nữa trong vòng 60 ngày tới thì à, thành ra là những cái bạn nào mà đợt này chưa có thì yên tâm mình cứ à, điểm danh hàng ngày nha các bạn đó thì hàng ngày nè các bạn vào đây À, cái trang chủ của nó thì sẽ cho mình cái lệnh ở đây check in Các bạn lưu ý là check in từ ngày 1 tới ngày 7 nha Đừng có bỏ ngày nào Khi mà bỏ nó sẽ quay lại ngày 1 các bạn Thì mỗi ngày cái điểm nó khác nhau Và ngày 7 thì các bạn được cộng khá là nhiều điểm đó Đó thì các bạn chú ý Và thêm một cái nữa là Ở những cái trang chủ này họ cho mình vote nè các bạn Vote là phía này nè Nhưng mà bây giờ những sự kiện này nó đã kết thúc rồi nha Thì các bạn lâu lâu các bạn vô các bạn thấy các bạn cứ vote đi một lần vốt vậy là tốn hết 10 điểm redit nhưng mà sau này các bạn được cộng những cái điểm hoạt động hệ thống đó, nó sẽ cao hơn cái điểm redit nha các bạn ok thì ngoài ra thì họ cũng có một cái tin về cái tổng cái nguồn cung đây các bạn tổng tổng cái đợt airdrop. đây các bạn thì đây họ có nói nè để thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng à, của chúng tôi đối với sự hỗ trợ của cộng đồng chúng tôi rất vui mừng phân phối 15 triệu mã GPT. À, thì uh, 15 triệu này sẽ chia làm 3 đợt các bạn. À, và đợt đầu tiên thì sẽ là 5 triệu, hai đợt còn lại cũng mỗi đợt 5 triệu. Và uh, họ sẽ phân phối cho 100.000 người dùng tích cực và trung thành nhất các bạn. Thì uh, tích cực là sao? Tích cực có nghĩa là các bạn uh, thực hiện những cái hành động ở trong cái trang này, thứ nhất là điểm danh Điểm danh hàng ngày là tích cực rồi đúng không các bạn? Thứ hai là các bạn vote. Lâu lâu mới có một đợt vote thôi các bạn. Đợt vote này thì cũng có tiền. Ví dụ như đây là hai triệu điểm. Chia cho 600.000 người thì mỗi người cũng được 3 điểm các bạn. Có nghĩa là cũng không nổi lỗ lắm đâu. Nha. Mà à, hoạt động tích cực. Đó. Các bạn lưu ý nha. Bây giờ mấy sự kiện này nó ngưng hết rồi. Rồi các bạn cũng có thể là à, đặt tạo những cái câu hỏi này kia tùm lum la hết đó thì hai cái mà dễ nhất là các bạn điểm danh và các bạn bỏ bỏ phiếu bình chọn đó là cái chỗ này, nha các bạn bây giờ thì nó hết rồi thì giờ các bạn chỉ cần điểm danh thôi thì mỗi lần điểm danh các bạn tốn khoảng 0,01 đô nha 0,01 02 gì đó nó cũng là ít thôi các bạn các bạn nạp một hai đô BNB vô các bạn phải làm hết cái dự án này luôn á thì, thì có hai ba chục ngàn à các bạn mà cái dự án này thì nó là dự án được bay nam lắp đầu tư thành ra là rất là uy tín và ok luôn nha rồi thì, um, thì tin tức nó chỉ vậy thôi các bạn tin tức nó chỉ vậy thôi ba à, cái tin quan trọng nhất á là 60 ngày tới nó sẽ phân phối thêm cái đợt hai đợt ba nữa và ba đợt này bằng nhau có nghĩa là các bạn ăn được tới ba lần đó và à, cái đợt một thì họ chụp hình đây họ có nói rồi các bạn họ chụp hình cái um, cái vào ngày đây 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 là cái cái bài đăng. <laughs> Rồi, thì um, họ đã phân phối arop và cái ngày chụp nhanh là ngày 25 tháng 1. À, có nghĩa là bây giờ họ mới chụp nhưng mà họ chụp về quá khứ các bạn. Chụp nhanh là một cái cách mà người ta kiểm tra trong quá khứ là mình có bao nhiêu đồng nha, chứ không phải là họ thực hiện cái lệnh đó vào ngày 25 tháng 1 mà họ à, chỉ lấy những cái coi mà trước ngày 25 tháng 1 thôi các bạn hiểu chỗ này không ạ à? và mình không cần phải làm gì hết các bạn à, chỉ những người nào tham gia trước ngày 25 tháng 1 thì họ sẽ tự động họ chụp hệ thống họ chụp các bạn tức là bây giờ họ mới chụp nhưng mà họ chụp ngược về quá khứ thôi đó có nghĩa là họ lưu vào cái cái ngày họ lấy những cái dữ liệu mà trước ngày 25 tháng 1 á thành ra là những bạn nào mà đào sâu thì các bạn vẫn được đợt hai đợt ba nghe các bạn các bạn cứ yên tâm với chỗ này và à, một số bạn tham gia cái early bird nè thì sẽ được thêm sẽ được phần thưởng thêm nhưng mà cái đó thì thì mình không biết mình không tham gia cái chương trình early bird đó ok thì đó là một số thông tin mình chia sẻ với các bạn à các bạn cứ điểm danh chăm chỉ hàng ngày đi các bạn tại sắp tới là mùa trend rồi thì mình cứ có coi là ngon rồi các bạn giá của nó thì các bạn không cần quan tâm đâu thế nào nó cũng à, ít nhiều lần có thể là x3, x5, x10 gì đó và đặc biệt là những con coi mà của Binance Lab này thì cực kỳ hiếm luôn nha các bạn rất hiếm luôn Quy, cái con WNA3 này là Binance Lab đầu tư đó là mà nó airdrop e cho cộng đồng kiểu vậy là là cũng hiếm có đó các bạn đó, mà đầu tư không bao nhiêu đâu nha rồi thì à, à, cách thức chuyển BNB về đó, thì các bạn à, nếu như bạn nào không biết thì cứ PM cho mình mình à, mình chuyển nhùm cho các bạn luôn nha ví dụ như các bạn chuyển tiền Việt cho mình, mình sẽ chuyển BNB thẳng vô ví cho các bạn để các bạn khỏi phải mua mất công nha các bạn. Rồi, mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha.